Bà Nhân tuyên bố bác sĩ Thịnh nói sai sự thật. Ngày trước lúc mà Đan Nhân đang ở bên Nhật là có kế hoạch về Việt Nam sẽ làm em bé đi tìm con, thì cái vấn đề đó được mọi người quan tâm rất là nhiều, thì trong đó có nhiều bạn tag tên bác và bác có vào nhắn tin riêng và fanpage của Nhân. Chính bác là người đi tìm Nhân chứ không Nhân có đi tìm bác. Nhân thấy là bác ở trên TikTok rất là hot, rồi Nhân chắc chốt bác, Nhân nhắn tin với bác, Nhân chốt bác luôn. Thì từ cái ngày hôm đi khám thì lúc đó là Nhân tính từ bỏ bác rồi. Thì Nhân với bác có xảy ra một việc khiến Nhân phải muốn rời bác, rời bỏ bác ngay lúc đó luôn. Là Nhân nhắn tin với bác, vẫn còn tin nhắn đây là Nhân muốn rời bỏ bác đi. Nhưng nếu vấn đề này Nhân nói ra sự thật vấn đề này và Nhân kể cho mọi người nghe, và nhất là những người đang hiếm muộn chứng và AMH thấp thì nghe càng buồn nữa. Nên là Nhân không muốn đẩy câu chuyện đi xa. Cái vấn đề này Nhân xin ém lại một mình Nhân biết. Thì Nhân nói với bác một câu là nếu bác nhận làm lại với con thì bác coi con như một người khách hàng, con sẽ trả tiền cho bác đầy đủ, không thiếu 1.000. Khi mà có kết quả hút chứng thì Nhân lăn lộn tiếp nữa. Đó càng không phải nữa, bác có thể check camera tại bệnh viện. Nhân khóc là bởi vì trứng của Nhân chỉ có 3 quả. Lúc trước đó Nhân đi soi trứng là trứng của Nam được 5 quả, trứng của Nhân 5 quả. Thì Nhân mới khóc, nhưng ngược lại bác lại nói Nhân lăn lộn mà khóc không có. Còn tiếp nữa là vấn đề là bác nói không tập trung, một chu kỳ đi có 1 lần à. Cái đó là càng sai nữa. Bởi vì sao? Bởi vì chu kỳ là Nhân đến với bác, đến khi mà Nhân kêu Nhân lên phòng khám của bác là lúc nào Nhân cũng lên phòng khám của bác để Nhân khám. Thì hôm đó là còn khoảng 2 hoặc 3 ngày nữa là Nhân đi hút trứng. Bác còn đi lên siêu âm cho Nhân, bác còn cho Nhân cái kết quả là Nhân vừa siêu âm xong là được 5 quả trứng. Là bác nói Nhân là không lên kiểm tra trứng trước khi đi hút. Đó, bác nói như vậy là sai tập thức N nữa. Bởi vì vốn dĩ là Nhân có lên đề mà bác nói Nhân á là không có quan trọng vấn đề con cái mà trong vấn đề như vậy mà quan trọng bữa tiệc hơn, đó là không phải. Trước khi như vậy á là Nhân có nhắn tin cho bác từ ngày mùng 7 là Nhân đã nhắn tin với bác rồi. Nhân nói bác ơi là tối nay con đi tiệc thì con ghé bác muộn tí được không, thì bác nói là thôi khỏi cần vì Nhân đã siêu âm trứng rồi, bây giờ chỉ cần lấy thuốc về kích vào hút trứng thôi, để đi hút trứng thôi. Lấy con cái làm thương mại, lấy con cái làm thương mại thì bây giờ bác ơi, bác muốn con quảng cáo cho bác thì bản thân là bác phải bỏ tiền ra, nhưng hiện tại là bác chưa bỏ 1.000 nào hết. Tại sao bác lại lôi từ 2 chữ quảng cáo và chữ miễn phí vào? Nó sai quá sai, trong khi con tự bỏ tiền của con ra. Những lần tin nhắn bác nhắn con là để bác trả tiền, để bác trả tiền, để bác chi trả, con đều không đồng ý hết, tức tần tật. Con muốn tự con trả. Trước đó, bác sĩ Thịnh, người bị vợ chồng bà Nhân tố, cũng đã lên tiếng. Mà rất là diễn, thấy có ai mà chích vô mà lăn lộn mà đau mà như đập đầu không? Chị mà diễn ra được luôn. Rồi xong rồi AMH 0.3 thì đương nhiên là siêu âm là anh đã nói là 3-4 trứng, là anh đã nói rồi. Hút trứng xong ra chỗ khóc làm lăn lộn là trứng ít, thì cái chuyện đó là mình đã biết trước từ cái chu kỳ trước rồi, chứ đâu phải là cái gì lạ mới đâu mà ra làm như vậy. Có nghĩa là bạn đó là một cái trường hợp rất là khó, anh đã tư vấn ngay từ đầu rồi. Còn cái bạn này tối ngày không có tập trung, em biết nguyên chu kỳ kích trứng luôn, đi có 1 lần à, nõn lớn làm sao anh cũng không theo dõi nổi luôn. Tối ngày cứ điện, bác ơi, bữa nay em quay em không đi được. Chích thuốc cũng kêu chích thuốc cuối cùng để mình dặn mũi thuốc cuối cùng, chích thuốc rụng trứng để mình coi trứng nó đủ trưởng thành hay chưa để mình cho rụng trứng. Cũng không đi luôn, nói mất đi ăn tiệc rồi. Em coi, cái chuyện ăn tiệc còn quan trọng hơn con mình nữa, làm sao mà đi làm được. Rồi xong người ta không đi lại, người ta cũng không dặn gì hết trơn á. Rồi cái đùng cái bữa sau đó lấy trứng, nói người ta dặn, có đi khám đâu mà ai dặn được. Mình tập trung mình làm cho có con đi, cái đó là cái mà mình cần. Cái này mình lấy cái chuyện con cái mình ra mình làm chuyện thương mại, mình bắt đầu mình làm cái này cái kia để mình thu hút công chúng, để mình quảng cáo này kia. Đây cái bạn này cũng từ đầu lại cũng điêu với anh, có nghĩa là điêu với anh nói là bây giờ anh làm đi rồi bạn này sẽ quảng cáo cho anh này kia, thì anh làm miễn phí cho bạn này tiền này kia. Anh nói không, cái trường hợp này rất là khó, nếu mà em có duyên được làm với anh á, anh làm với em á, thì anh làm cố gắng thôi, anh sẽ làm hết sức để mà cái gì mà miễn phí được anh sẽ miễn phí hết để cùng đồng hành cho em để em có con. Còn cái chuyện em quảng cáo hay không quảng cáo đó anh không có quan tâm.